quý vị ơi, dường như là chị em phụ nữ thì ai trong chúng ta cũng muốn mình sở hữu một làn da thật là đẹp. Nhưng mà cũng có một số chị em phụ nữ gặp phải những cái vấn đề về da như là mụn nè, nám nè, làn da rất là tối màu, hay là mình có một cái sức khỏe không có tốt làm cho nó ảnh hưởng đến cái nhan sắc ở bên ngoài của mình. Cho nên ngày hôm nay với chương trình Làm Đẹp Cùng Chuyên Gia do Công ty Cổ phần Thương mại Vẻ Đẹp Thảo Mộc Toàn Cầu GHB tổ chức ra để mà có thể chia sẻ cho các chị em phụ nữ chúng ta bí quyết làm sao mình có được một làn da đẹp như mong muốn của mình. Và tất nhiên làm đẹp với chuyên gia ngày hôm nay thì chúng tôi cũng mời đến bác sĩ Nguyễn Ngọc Trai, chuyên khoa da liễu đến từ Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh để bác sĩ có những cái gợi ý nè, những cái chia sẻ dành cho tất cả các chị em phụ nữ. Chúng ta cùng làm quen với bác sĩ nhé. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Bảo Anh và xin chào các quý vị đang trên chương trình. Bác sĩ ơi, để mình làm quen với tất cả quý vị thì bác sĩ có thể giới thiệu một chút về mình được không ạ? Xin chào mọi người, tôi là bác sĩ Nguyễn Ngọc Trai. Tôi đang công tác tại Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh. Không phải nói chứ Bảo Anh rất là may mắn được ngồi kế bên bác sĩ Ngọc Trai á, thì thấy là làn da của bác sĩ rất là đẹp, đúng là mệnh danh là bác sĩ da liễu luôn. Dường như cái việc chăm sóc da thì rất là quan trọng vì nó cũng một phần nào thể hiện cái diện mạo của mình, phải không ạ? Nhưng mà đối với chị em phụ nữ thì có rất là nhiều những cái nỗi lo, và nỗi lo lớn nhất đó là làn da của mình có rất nhiều những cái vấn đề khác nhau như là bị mụn nè bác sĩ, bị nám nè, hay là làn da của mình bị tối màu nè, không đều màu nè, rồi cái sức khỏe của mình không tốt cũng ảnh hưởng lên cái làn da của mình nữa. Thế thì với những cái tình trạng da đó thì bác sĩ có những cái chia sẻ như thế nào cho tất cả quý vị ạ? Hiện nay đó là mối quan tâm của rất là nhiều chị em phụ nữ của chúng ta hiện nay. Nếu mà ngày xưa đó những cái vấn đề về da như là thâm nám, lão hóa, nếp nhăn thì thường là xuất hiện ở những cái phụ nữ tuổi trung niên trở lên, khoảng từ 35 đến 40 tuổi trở lên. Thì hiện nay ngay cả đối với những cái bạn trẻ khoảng bằng 20 tuổi thôi cũng đã bắt đầu xuất hiện cái vấn đề trên da rồi. Cái đó cũng là do nhiều nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân đó là do cái môi trường sống của chúng ta. Ngày nay thì chúng ta biết là khi mà cái tầng ozone của chúng ta nó không còn được nguyên vẹn thì cái ánh sáng mặt trời khi mà nó chiếu đến da rất là nhiều, và cái tia UV nó đi sâu đến cái trong cái tế bào da của chúng ta và gây những tổn hại ở cái lớp tế bào sâu ở dưới da của chúng ta đó. Và do đó thì nó sẽ gây nên những cái vấn đề về bệnh lý, những cái vấn đề thâm nám, những vấn đề mụn, và làm cho làn da chúng ta yếu đi. Ngoài ra thì đời sống công nghiệp, chúng ta có nhiều cái mối quan tâm lo lắng, những cái stress cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến cái nội tiết tố ở bên trong và làm cho cái tình trạng da chúng ta ngày càng xấu đi. Như vậy là chúng ta thấy rõ hai nguyên nhân, một là tác động ở môi trường bên ngoài đối với làn da của chị em phụ nữ, và hai đó là từ bên trong cơ thể của mình, là nội tiết tố ở trong cơ thể của mình, phải không ạ? Thế thì đối với chị em phụ nữ của mình hay có một cái tâm lý đó là nếu như mình thấy có những cái vấn đề về da thì mình bắt đầu cảm thấy cực kỳ là lo lắng, bắt đầu lây hoay tìm kiếm nhiều cái biện pháp khác nhau, và vô tình mình không có biết rõ những cái kiến thức về làm đẹp, mình lựa chọn như thế nào đó hay mình có cái cách phương pháp nào đó nó sai thì gây ra những cái tình trạng nặng nề hơn cho làn da của mình. Đó là một cái tình trạng mà bác anh thấy là đáng báo động, đúng không bác sĩ? Chính xác. Hiện tại thì qua cái quá trình bác sĩ làm việc ở bệnh viện á, bác sĩ thấy là hiện nay tình trạng da mụn, bị mụn của chúng chị em phụ nữ á, chiếm một cái tỷ lệ rất là cao, có thể là hơn 50-60% những cái trường hợp đến khám bệnh viện là những cái trường hợp da chúng ta bị mụn. Thì khi mà cái tình trạng mụn nó xuất hiện trên da chứng tỏ là cái làn da chúng ta nó đang bị tổn thương, nó đang có một cái vấn đề da mà chưa có được cái đảm bảo tốt nhất để cho cái sức khỏe của làn da. Cái thứ hai nữa là cái tình trạng mà da chúng ta cũng dễ bị thâm nám, bị tối màu. Đó cũng là một cái mối quan tâm rất là lớn của các cái chị em phụ nữ. Dạ. Và nếu như mà cái phương pháp mà mình điều trị cho ví dụ như mụn hoặc là nám hoặc là sáng da mà không có đúng cách thì càng ngày cái tình trạng nó không được cải thiện mà nó còn nặng nề hơn nữa, đúng không ạ? Có trường hợp nào mà bác sĩ thấy là nó tồi tệ hơn lúc đầu mà người ta mới bị không ạ? Chính xác, cái câu hỏi này của bác anh rất là hay ha. Thì như chúng ta cũng biết á,
đối với bác sĩ lấy ví dụ là cái tình trạng da nám đi ha, thì hiện nay chúng ta biết là trên thị trường có rất là nhiều những cái loại kem mà nó quảng cáo là có tác dụng làm trắng da nhanh, làm trắng da cấp tốc tức thì. Tuy nhiên thì mọi người cũng nên hiểu rõ đó là trong những cái thành phần kem trộn hay là những cái thành phần kem mà làm trắng da quá nhanh đó, thường là sẽ chứa những cái thành phần nó không được tốt, chẳng hạn như là bisphenol, chẳng hạn như là cái corticosteroid. Thì những cái thành phần này khi mà chúng ta thoa lên da với cái liều lượng lớn và sử dụng trong thời gian lâu dài, nó sẽ làm bào mỏng cái làn da của chúng ta đi, làm cho làn da chúng ta cũng nên bị yếu này, bị giãn mạch này, và thậm chí là có những trường hợp là teo da. Đó. Nhưng mà nguy hiểm nhất đó là nếu mà chúng ta sử dụng mà không có đúng cách á, là sẽ dẫn đến tình trạng lệ thuộc thuốc. Tức là khi chúng ta thoa thuốc thì da chúng ta sẽ đẹp, nhưng khi chúng ta ngưng, chúng ta không sử dụng cái loại thuốc thoa đó nữa, thì da chúng ta sẽ bắt đầu bị mụn nặng hơn, bị thâm nám nặng hơn, bị yếu cái da, và khi đó cái da chúng ta sẽ rất khó hồi phục. Như vậy là đối với chị em phụ nữ của mình, khi mà mình lựa chọn những cái phương pháp để mà làm đẹp hay là chữa trị cho làn da của mình, thì mình cần phải là lưu ý nè, phải quan tâm đến sản phẩm. Đặc biệt thì Bảo Anh thấy là với kinh nghiệm của Bảo Anh đó bác sĩ, thì hay lựa chọn những cái sản phẩm nào có rõ nguồn gốc nè, rồi cái thành phần rất là an toàn cho làn da. Thì cũng có một thời gian da Bảo Anh có vấn đề về mụn, thì rất là may mắn khi mà Bảo Anh được biết một sản phẩm của công ty GHB, đó là tinh chất tiêu mụn. Thì Bảo Anh thấy nó rất là nhẹ nhàng với cái làn da của mình. Mình không có thấy là mình bôi lên buổi tối xong sáng là hết mụn đâu. Cái điều đó thì rất là nguy hiểm. Mà mình sử dụng từ từ mình sẽ thấy là cái làn da của mình nó sẽ cải thiện được cái vấn đề về mụn. Đó là cái sản phẩm này. Thế thì không biết là bác sĩ có cái chia sẻ nào thêm về cái tinh chất tiêu mụn của GHB không ạ? Cái sản phẩm này là sản phẩm tinh dầu trà có tác dụng tiêu mụn của công ty GHB. Thì đối với cái sản phẩm này á, khi mà chúng ta sử dụng á, thì chúng ta chỉ cần dùng cái cây tăm bông, hình như là trong sản phẩm nó đã có sẵn tăm bông rồi. Dạ. Và chúng ta sử dụng tăm bông màu trắng, một ít sản phẩm màu trắng lên đúng những cái nốt mụn thôi. Thì đối với cái tinh dầu trà thì qua những nghiên cứu á, người ta sẽ thấy là nó có tác dụng là nó có hoạt tính kháng viêm, tức là làm giảm viêm cho cái nốt mụn của chúng ta, cũng như là nó có tác dụng là kháng khuẩn, tiêu diệt những cái vi khuẩn gây mụn từ sâu bên trong cái làn da. Và khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm này thì nó sẽ giúp tiêu mụn, cũng như là giúp giảm được cái khuẩn mụn trên da, và làm cho cái chúng ta, da chúng ta trở nên khỏe mạnh hơn, ngăn ngừa được cái sự hình thành này. Như vậy là tác dụng của nó khi mà mình sử dụng trên làn da mà Bảo Anh cảm nhận được, đó là nó sẽ làm sạch tất cả những cái vi khuẩn mà gây mụn cho làn da của mình, tránh cái tình trạng là bị lây lan, và mình sẽ thấy là nó sẽ từ từ nó triệt tiêu cái mụn đó một cách nhẹ nhàng nhất, để trả lại một cái làn da là láng mịn và tươi sáng hơn. Cho nên á, nếu như mà ai bị mụn thì đừng quá lo lắng để mà mình tìm những cái cách là tối hôm nay thoa, ngày mai hết mụn là không có ha. Mình lựa chọn những cái sản phẩm an toàn nè, rồi từ thiên nhiên, và như bác sĩ đã chia sẻ là cái thành phần thiên nhiên đó nó tốt cực kỳ cho làn da của mình luôn. Không biết là bác sĩ có thêm một cái chia sẻ hay là một cái điều gì nhắn gửi đến tất cả các chị em phụ nữ nữa không ạ? Thì nãy giờ như bác sĩ đã chia sẻ, như là cung cấp đầy đủ tất cả những cái mình gọi vui là những cái vũ khí. Dạ. Là chúng ta có trong uống ngoài thôi. Tất cả đều là những cái dưỡng chất tốt nhất để giúp cho hỗ trợ cải thiện cái làn da chúng ta và bảo vệ cái làn da chúng ta bên ngoài. Thì ngoài ra khi mà chúng ta sử dụng những cái sản phẩm này á, thì bác sĩ cũng có một số những cái lời khuyên, đó là chúng ta vẫn phải đảm bảo được cái sức khỏe tốt, chúng ta phải ăn uống và nghỉ ngơi có những cái giấc ngủ đầy đủ, để cái cơ thể và sức khỏe chúng ta lúc nào cũng được duy trì được thể trạng tốt nhất. Ngoài ra thì chúng ta nên uống nhiều nước hàng ngày. Uống nước rất là quan trọng các bạn. Tại sao? Tại vì nước nó sẽ giúp hòa tan những cái dưỡng chất này thấm sâu vào trong những cái tế bào tốt hơn. Và nước, khi chúng ta uống nước rất nhiều á, là cái giúp cho cái da chúng ta nó cũng đẹp lên rồi. Thì da chúng ta rất là cần nhiều nước để nó hấp thu và nuôi dưỡng những cái tế bào da. Và ngoài ra nữa thì các bạn cũng nhớ là chúng ta luôn luôn bảo vệ da trước tác hại của môi trường và sáng mặt trời. Không chỉ chúng ta sử dụng kem chống nắng,
chúng ta cũng nên sử dụng thêm ilia mạnh, ta nên che khẩu trang, ta nên thổi nón rộng, che kính râm để làm tất cả những công tác bảo vệ tốt nhất để giúp điều trị cái hiệu quả điều trị cho làn da chúng ta. Và bác sĩ cũng có cái chia sẻ cuối cùng á, là đối với những cái sản phẩm có những cái nguồn gốc từ thiên nhiên thì chúng ta có những cái sản phẩm thực phẩm chức năng á, chúng ta có thể sử dụng lâu dài và cũng an toàn cho sức khỏe. Do đó thì nếu mà các chị em chúng ta muốn duy trì được cái hiệu quả lâu dài, chúng ta nên sử dụng cái sản phẩm này trong cái thời gian đủ để được cái hiệu quả tốt nhất cho làn da chúng ta. Xin được cảm ơn phần tư vấn của bác sĩ Nguyễn Ngọc Trai ngày hôm nay. Và các chị em phụ nữ ơi, ai mà không thích làm đẹp, có phải không ạ? Và khi mà mình đã đẹp rồi thì mình nên nhớ là mình tiếp tục sử dụng để mình có thể đẹp hoài, trẻ hoài, đẹp mãi quý vị ha. Bởi vì đối với phụ nữ của chúng ta thì thanh xuân là cái điều quý giá nhất. Và hy vọng với những cái sản phẩm của công ty cổ phần thương mại Vẻ Đẹp Thảo Mộc toàn cầu có thể đáp ứng được nhu cầu làm đẹp của tất cả các chị em phụ nữ. Xin được cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Bảo Anh cũng như là bác sĩ Nguyễn Ngọc Trai, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.